cái cơ sở chuyên thu mua giấy bìa, giấy vụn của các các bác đi thu gom về đồng nát ấy, thì sẽ họ sẽ mua lại bìa, chuyên về bìa hoặc chuyên về xốp hoặc là các cái sắt vụn gì đấy khác, thì trang trại Đình Xuân sẽ đăng ký với các bác ấy là sẽ chở cho trang trại Đình Xuân về bìa hoặc là thùng xốp. Đấy, hai cái sản phẩm đấy là trang trại Thanh Xuân dùng. Bìa trơn không lấy nhá, bìa trơn không lấy đâu ạ. Đây, các cái tấm bìa để mở ra to như cái chiếu thì sẽ ưu tiên bìa đẹp để đóng trứng cho khách hàng, gửi đi cho khách hàng. Đấy, những cái tấm bìa này rất là đẹp, thùng đẹp. Đây, kích thước chiều dày 1, 2, 3, 4, 5, nó gọi là bìa 5 lớp, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lớp, nhưng mà nó mỏng hơn, có loại bìa 5 lớp nhưng mà nó dày. Đấy là các cái thùng đựng TV thủ lạnh, gập lại và về mình sẽ cắt ra để đóng trứng dế. Còn lại thì các cái lấy thêm đi, tròn thêm đi, không thiếu, tròn thêm nữa đi. Ở dưới chân chú đi kìa, chú đứng đi kìa. Đấy, chỗ đấy là cũng đi được đấy. Nếu không đủ mai lấy tiếp, về chỗ này cắt ra, mai lấy tiếp. Lấy đi, lấy đi. Được, không sao đâu, cứ lấy đi. Nó không trơn là được, về mình cắt, mình vứt bớt nó đi. Cắt vứt bớt nó đi là được. Thì đây là ở gần trang trại Thanh Xuân có một cơ sở chuyên bán cát này và một cơ sở chuyên bán về giấy, bìa giấy. Đấy, nhưng nên là rất là tiện, thì xe ngày nào người ta cũng chở hàng bao nhiêu chuyến đó, thì chúng tôi sẽ đăng ký có bìa đẹp thì người ta sẽ gọi mình để mình ra mình mua, mình ra mình mua, mình chọn về. Khi bà con chăn nuôi thì bà con sẽ tận dụng những cái bìa này. Đây là phát minh mới để nuôi dế, phát minh mới để mình tận dụng các cái miếng bìa mình gập lại để mình nuôi dế, thay vì lấy hết mà. Thay vì bỉ trứng, cành lá, nếu bà con không có hai cái thứ đấy thì bà con sẽ chọn lựa sang hình thức dùng bìa để cho nó tiện mà nó rẻ. Giá thành thì mua cũng rất là rẻ, chỉ có chắc là khoảng 3.000 cân, 3.000 hoặc 4.000 một cân. Về mình cắt ra rồi mình gập thành hình chữ chi. Xếp vào trong thùng, xếp theo chiều đứng vào trong thùng. Sau đó thì tôi sẽ làm cái video về gấp gấp bìa và đục lỗ. Gấp bìa và đục lỗ để bà con tham khảo thêm cái cách làm phát minh mới do trang 6. Ừ, do trang trại Thanh Xuân hướng dẫn và phát minh ra mới. Vì thời buổi này là bây giờ vỉ trứng gà không có nhiều và giá thành cao, 2.000 một vỉ hoặc 1.500 một vỉ. Ở Trung Quốc họ không chở các cái vỉ sang nữa, không chở trứng gà bằng cái vỉ giấy sang nữa, nó bị ô nhiễm, nó lây truyền bệnh ô hay gì đó, thì người ta ưu tiên lấy vỉ nhựa hay sao á, cho nên là vỉ trứng gà nó dần dần nó cạn, nó không có nữa. Thì chúng tôi sẽ nghĩ ra thêm cái phương pháp là nuôi bằng vỉ bìa. Bởi cái vỉ bìa thực ra là nó không có độ nhám bằng
cái vỉ trứng, nhưng con dế vẫn bám tốt. Kể cả như khách hàng chở xe máy đi đường xa hàng gần trăm cây số xuống, như cái bác mà bác ấy chở từ đâu xuống nhỉ? Từ Phú Thọ hay là từ đâu xuống 80 cây số xuống. Cứ trở về đi, cô cứ gửi bác ấy. Thì dế nó vẫn bám tốt và rũ một cái là ra, rất là tiện lợi. Bà con lưu ý khi chọn bìa thì bà con chọn cái bìa nó cứ bìa các tông màu vàng này là được này, đừng lấy cái bìa nó có dán ni lông, thế là được. Nếu mà nuôi thì dùng bìa nó vừa vặn thôi, nó khoảng nó mỏng vừa vặn dựng lên thôi. Còn khi bà con để nuôi thì làm cái thùng nó cứng cáp một chút, bìa 5 lớp loại cứng đưa đựng tủ lạnh tivi ấy. Đấy bác ấy chở sang trại luôn cho mình. Chở sang trại cho mình rất là tiện. Bà con có nhu cầu để chăn nuôi và được tư vấn mọi thứ thì cô rồi thì bà con vào website trangtraithanhxuan.com hoặc là liên hệ với số điện thoại 0974870000 tại Hà Nội. Cô đi tập. Và cháu đang quay cái video. Vâng, cô đi tập à? Tại Nam Định, bà con liên hệ với bác Mạc không số điện thoại là 0945 370 300. Đây là cái cơ sở thu mua đồng nát. Họ thu mua các cái đồng nát sắt vụn cùng kiểu đó. Thì từ những cái năm đầu, Trang Trại Thanh Xuân cũng đã hướng dẫn và tư vấn thêm ở trên VTV2 về cái thùng bìa này, phương pháp nuôi dế bằng thùng bìa mà mình mua thu gom ở đồng nát ấy, cũng giá cũng chỉ có mấy nghìn một cái thùng thôi. Đấy, bây giờ thì theo cân cho đến bây giờ này, phương pháp nuôi dế phát minh của Trang Trại Thanh Xuân vẫn là chuẩn nhất về nuôi bằng thùng bìa, thùng gỗ, thùng xốp hoặc là xây hồ. Đấy là đều là những sáng kiến phát minh đi đầu của Trang Trại Thanh Xuân. Cảm ơn bà con đã theo dõi video này.